Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của Thiên Nghịch tập 92. Hồng Điệp quyết tâm giết chết Vương Lâm để xóa bỏ sự khó chịu ở trong lòng. Cô thậm chí không ngại sử dụng băng thần, một bảo vật quý giá của Tuyết Vực Quốc, với mục tiêu hạ sát Vương Lâm. Để hỗ trợ thêm, sư huynh của cô còn tặng trọng bảo của Thiên Ngọc Tông là Côn Cực Tiên. Tuy nhiên, Hồng Điệp không hề dự tính sẽ dùng đến món bảo vật này. Cô tin rằng với băng thần ở trong tay và bản mệnh pháp bảo, việc giết chết Vương Lâm, người mà cô khinh thường gọi là Tằng Nghiêu, sẽ dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, qua vài lần giao tranh, Hồng Điệp nhận ra rằng Vương Lâm sở hữu sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng của cô, đặc biệt là hồn thú mà Vương Lâm điều khiển vô cùng mạnh mẽ. Hồng Điệp tự nhận rằng nếu không phải vì hồn thú kiệt sức sau các đòn tấn công, và nếu cô không có Côn Cực Tiên, cô chắc chắn đã bại trận. Trong tình cảnh này, Hồng Điệp buộc phải rút lui. Băng thần của cô cũng đã suy yếu nặng nề, thu nhỏ lại chỉ còn có 2 trượng và có thể vỡ tan nếu bị ép thêm. Việc phải chạy trốn này chỉ là một sự sỉ nhục to lớn đối với Hồng Điệp, bởi vì trong suốt cuộc đời của cô, đây chỉ là lần thứ 2 cô phải lâm vào tình cảnh như vậy. Lần đầu tiên là khi cô bị bức ép ở tiên giới bởi chính Vương Lâm, và sau đây hắn lại một lần nữa khiến cô phải chạy trốn. Vương Lâm thì không buông tha, hắn đuổi theo và châm chọc Hồng Điệp về sự kiêu ngạo của cô. Nhắc đến việc cô chỉ là thiên chi kiêu nữ của Chu Tước Tinh mà lại phải chạy trốn trước một tu sĩ hóa thần trung kỳ như hắn, những lời này đã khơi dậy lòng tự ái của Hồng Điệp. Tằng Nghiêu, ta không giết được người, ta không phải là Hồng Điệp. Sau đó cô kích hoạt phân thần biến để tạo ra một dị biến. Trong khoảng khắc đó, một đóa hoa hồng xuất hiện trước người khổng lồ mà cô điều khiển. Lần này có hai nhị hoa, Hồng Điệp nhắm mắt nguyên thần của cô phân thành hai, một phần tiến vào bên trong nhị hoa. Từ đó hai nhị hoa kết hợp vào tạo thành một thân thể mới, bao phủ bảy xương hồng, hiện lên một hình ảnh đầy duyên sáng. Phân thân này của Hồng Điệp hoàn toàn giống cô, thế nhưng mà có đầy đủ tứ chi và toát lên khí chất hoàn toàn khác biệt. Nếu bản thể Hồng Điệp lạnh lùng và tuyệt tình, thì phân thân này lại tao nhã không biết vui buồn. Dù vậy, cả hai đều có chung một mục tiêu duy nhất, tiêu diệt Vương Lâm. Với sự giận dữ và lòng thù hận ngút trời, Hồng Điệp thể sẽ giết chết Vương Lâm, bất chấp việc phải hy sinh cơ hội đột phá trong thời gian ngắn. Phân thân mà Hồng Điệp triệu hồi chỉ là một phần chuẩn bị cho quá trình anh biến của cô. Thông qua bí ẩn, phân thân này được tạo ra nhằm tẩm bổ cho quá trình anh biến, giúp tăng cơ hội thành công. Tuy nhiên, phân thân này không chứa linh lực mà thay vào đó chỉ là sự cảm ngộ về thiên đạo của cả đời của Hồng Điệp, và đặc biệt chỉ là ý cảnh tuyệt tình, một trạng thái không có cảm xúc. Vì muốn tiêu diệt Vương Lâm, Hồng Điệp bất chấp hy sinh tiềm năng anh biến và gọi phân thân ra để sử dụng tuyệt tình chi cảnh. Phân thân này phát ra hào quang bảy màu, thả ra những cảm xúc và hình ảnh khác nhau liên quan đến tình cảm của thế gian như là thân tình, tình yêu, hận ý và cảm ngộ. Các hình ảnh này như là đôi nam nữ chứa tràn tình cảm, thân ảnh của Lý Mộ Uyển đầy bi ai, Đăng Hóa Nguyên đầy hận thù, và hình ảnh của Tằng Đại Nghiêu cùng với con chó ba đời ngỡ ngàng nhìn Vương Lâm. Những hình ảnh này nhằm tác động đến cảm xúc và tâm trí của Vương Lâm, buộc hắn đối mặt với những mối liên hệ và cảm xúc từ quá khứ. Tuy nhiên, Vương Lâm không hề nào núng mà ngồi xuống giữa không trung, triệu hồi bức tranh sinh tử luân hồi, thể hiện sự thấu hiểu về sinh tử và thiên đạo. Trước cảnh này, phân thân của Hồng Điệp quyết định tung ra tuệ kiếm, một kiếm ảnh bảy màu đầy mạnh mẽ nhằm cắt đứt mọi mối liên hệ tình cảm của Vương Lâm. Những hình ảnh người thân của Vương Lâm như là cha mẹ Lý Mộ Uyển, Đại Nghiêu lần lượt bị kiếm chém tan biến. Dù phân thân của Hồng Điệp cố gắng tuyệt tình và đoạn tình, thế nhưng mà Vương Lâm phản bác lại, nhấn mạnh rằng tình cảm ở trên thế gian không thể nào dễ dàng cắt đứt. Ngay cả khi người ta có thể tuyệt tình cũng không thể nào thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Từ bức tranh luân hồi của Vương Lâm, hai luồng khí đen và trắng hòa quyện thành một ngón tay khổng lồ chặn trước phân thân của Hồng Điệp. Phân thân của Hồng Điệp chấn động, cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Cô thừa nhận rằng nếu mình đạt đến anh biến, cô có thể nắm bắt được sự tuyệt tình ở trong sinh tử luân hồi. Thế nhưng tiếc rằng điều này vẫn còn xa vời. Cuối cùng, phân thân của cô tan biến vào hư không, kết thúc nỗ lực giết Vương Lâm trong sự thất vọng. Sau khi Hồng Điệp thất bại trong việc sử dụng phân thân và tuyệt tình chi cảnh để tiêu diệt Vương Lâm, cô bị tổn thương nặng nề. Cô phun ra máu tươi và nguyên thần bị tổn thương. Thế nhưng thay vì tràn đầy hận thù như trước, Hồng Điệp bỗng có sự minh ngộ, nhận ra một điều gì đó quan trọng. Trong khi đó, Vương Lâm dù thắng trong trận chiến ý cảnh, cũng chịu những tổn thương sâu sắc và cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn từ cuộc chiến này. Vương Lâm nhận ra rằng mặc dù đã chiến thắng, Hồng Điệp rất là tài giỏi và đã lĩnh hội được một điều gì đó bên trong trận đại chiến này. Điều này khiến anh lo lắng rằng nếu không giết Hồng Điệp ngay bây giờ, cô sẽ trở thành mối đe dọa lớn trong tương lai. Vì vậy, Vương Lâm quyết định sử dụng cấm phiên, một pháp bảo hùng mạnh để tạo ra một cây trường thương đen và tấn công. Hồng Điệp đang ở bên trong cơ thể người khổng lồ băng tuyết, thế nhưng khi Vương Lâm tung đòn tấn công mạnh mẽ, người khổng lồ bị trọng thương và không thể nào bảo vệ được Hồng Điệp nữa. Cô thoát ra khỏi cơ thể khổng lồ, thế nhưng rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Bản mệnh pháp bảo và phân thân của cô đều đã bị phá hủy, nguyên thần bị thương nặng. Dù vậy, Hồng Điệp có một chút cảm ngộ, tin rằng nếu có thời gian cô sẽ hiểu rõ hơn và việc giết Vương Lâm sẽ trở nên dễ dàng. Người khổng lồ sau khi bị Vương Lâm tấn công tan rã thành nước, để lại một cây roi trắng như tuyết, chính là Côn Cực Tiên.
Cả Hồng Điệp và Vương Lâm đều muốn sở hữu cây roi này. Khi mà Hồng Điệp cố gắng thu hồi côn cực tiên, Vương Lâm nhanh chóng tấn công, sử dụng trường thương của mình để quấn lấy cây roi và cản trở Hồng Điệp. Hai bên tranh giành và Vương Lâm không ngần ngại đe dọa Hồng Điệp, quyết tâm giành lấy pháp bảo. Tuy nhiên Hồng Điệp cảnh báo rằng cây roi này có ấn của Thiên Ngọc Tông, dù Vương Lâm có cướp đi cũng sẽ không thể sử dụng được. Trong tình cảnh căng thẳng, Hồng Điệp đối diện với Vương Lâm khi mà sức mạnh của cô đã suy giảm đáng kể sau những trận chiến trước đó. Cô hiểu rằng nếu tiếp tục giao đấu, Vương Lâm sẽ giành lợi thế và cô có thể bị giết. Tuy nhiên với sự lĩnh ngộ mới có được, cô tin rằng trong tương lai, sau khi bế quan vài chục năm mình có thể đột phá lên anh biến và mạnh mẽ hơn nữa. Hồng Điệp triệu hồi pháp bảo cuối cùng của chính mình, chỉ là bốn nguyên tố Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh và Hỏa Linh. Đây chỉ là biểu hiện của sức mạnh cốt lõi và sinh mệnh của cô, nhằm tạo thành một trận pháp bảo vệ cô trong cuộc đối đầu. Trong khi đó, Vương Lâm nhận ra sự tồn tại của phong ấn mạnh mẽ trên cây côn cực tiên mà hắn vừa cướp được, khiến hắn không thể nào sử dụng cây roi ngay lập tức. Cuộc đối đầu tiếp tục căng thẳng khi mà Hồng Điệp kích hoạt tứ linh sát trận, khiến bốn linh thể cùng tấn công Vương Lâm. Tuy nhiên với sức mạnh của hóa thần trung kỳ và sự chuẩn bị từ trước, Vương Lâm đã tung ra 9 bức tượng gỗ chứa tuế nguyệt ý cảnh để làm chậm hành động của tứ linh. Anh nhanh chóng bắt được Kim Linh và Mộc Linh. Thế nhưng ngay sau đó Hồng Điệp kích hoạt khả năng tự nổ của Kim Linh. Điều này khiến Vương Lâm bị thương nặng, mất đi phần lớn sức mạnh và chỉ còn ở hóa thần sơ kỳ. Khi mà trận chiến dường như đi đến hồi kết, Hồng Điệp quyết định hy sinh cả ba linh thể còn lại bằng cách cho chúng cùng tự nổ để cùng chết với Vương Lâm. Tuy nhiên đúng lúc đó một nhân vật mới xuất hiện, chỉ là Công Tôn Phá từ Chu Tức Quốc. Ông dễ dàng ngăn chặn sự tự nổ của Tam Linh bằng một luồng kim quang và bảo vệ Hồng Điệp khỏi sự hủy diệt. Với sự xuất hiện của Công Tôn Phá, Vương Lâm buộc phải dừng lại. Ông ta thông báo rằng Vương Lâm đã thắng trong trận chiến này và được mời đến Chu Tức Sơn để nhận phần thưởng, trở thành ngoại triệu đệ tử của Chu Tức Quốc, kèm theo một nguyện vọng mà quốc gia này sẽ thỏa mãn cho anh. Điều này đánh dấu sự kết thúc của cuộc đối đầu căng thẳng và mở ra một con đường mới cho Vương Lâm trong hành trình tu tiên của mình. Và âm mưu xoay quanh việc đoạt lấy sức mạnh và ý cảnh của Hồng Điệp đang dần hé lộ. Công Tôn Phá xuất hiện như là một kẻ mạnh mẽ và không khoan nhượng khi mà lấy đi côn cực tiên từ Vương Lâm và đồng thời ra lệnh cho Hồng Điệp cảm ơn mình một cách lạnh lùng. Sau khi qua quan môn, Vương Lâm chỉ còn lại một mình với một ngọc giản chứa bản đồ Chu Tức Sơn, nơi sẽ mở ra những sự kiện mới. Sau 3 ngày tại cấm địa bên trong Chu Tức Sơn, một âm mưu khác dần hé lộ. Hai đầm nước nóng và lạnh được thiết lập bởi những vật liệu quý giá nhất trong tu chân giới, xung quanh chúng chính là các trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Một nam tử tên Kiền Phong với vẻ tà dị và một nữ tử có thiên tư quốc sắc ngồi thiền, trông có vẻ quen thuộc với Vương Lâm. Kiền Phong nhận lệnh từ lão già có dung mạo giống hệt với lão nhân tặng mũ sơm cho Vương Lâm, thế nhưng rõ ràng không phải cùng một người. Kiền Phong được giao nhiệm vụ cướp đoạt ý cảnh của Hồng Điệp trước khi mà cô đạt được đột phá hoàn toàn trong tuyệt tình chi cảnh của mình. Đây chỉ là một bước trong kế hoạch nhằm giành lấy danh hiệu chủ tước. Khi mà Hồng Điệp ngồi tĩnh tọa trong mật thất, Kiền Phong đột ngột xuất hiện và áp chế cô một cách dễ dàng, biểu lộ rõ ràng ý định cướp đoạt ý cảnh và sức mạnh tiên thiên của cô. Trong khi đó, lão già cầm đầu âm mưu này cũng đang nói chuyện với một nhân vật. Cô gái đó chính là Liễu Mi. Liễu Mi có hàng ngàn phân thân đang tu luyện ở khắp nơi. Một trong những phân thân của cô từng ở Huyền Đạo Tông, nơi Vương Lâm là đệ tử của hàng nhạc phái, mở ra một mối liên kết đầy ẩn ý giữa Liễu Mi và Vương Lâm trong quá khứ. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, bấm nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.